Rồi, xin chào tất cả anh em nhé. Đó, cái cây này là cái gốc cần thăng, gốc cần thăng. Đó, bữa tôi có ghép cái trái cái cây tắc này vào trong đó, mọi người thấy không? Sâu này, sâu nó vẫn ăn đấy. Nói chung là hàng ngày là vẫn cứ bứt quả để chấm. Cái ghép cái cây cần thăng là nó rất chi là mạnh nhé mọi người nhé. Đó, nó mạnh lắm. Nói chung là cái cây cần thăng này là nó nuôi cái cây tắc này rất chi là khỏe. Đó, nên là mọi người cứ lấy cái gốc cần thăng này. Đó, kiếm cái gốc đẹp của cần thăng ấy, mình ghép tắc vào là mình chơi Tết rất là đẹp. Tại cái gốc nó đẹp. Cái thứ hai nữa là mình ở trên chậu này thì cái thằng cần thăng này nó nuôi được tắc. Chứ còn cái cây tắc mình trồng trên chậu này nó rất chi là yếu. Đó, nhìn này, những cái cây quả tắc này. Đó, Tết nó rất là đẹp. Đây, những cái nào mà tôi để lại này, nói chung nó có cả cái cần thăng tôi vẫn để này. Đó, thì tôi cũng đã ghép này. Thì có vào dây bện nó lại ít bữa nữa là tôi lại tháo ra, tôi quấn lại một lần nữa. Đây này, những quả tắc này. Này. Ôi, ấy này. Quả tắc này. Để tôi bứt cho. Đó, mọi người thấy không? Rất thơm. Đó, cái này mà Tết mà chơi thì còn gì bằng. Cái này hơi chua lắm này. Cái này mà bắt chấm ok luôn. Đó, cái cây tắc thì chơi rất là đẹp nhé. Đó, nói chung là cái tắc là nó sai lắm. Ghép ở đây là nó đủ sức nó nuôi. Tại cái cây cần thăng nó rất là khỏe, nó chịu nắng mưa hạn rồi, nó chịu được hết cái gốc của nó đấy, mọi người thấy cái gốc nó. Đó, cái gốc nó đẹp không? Cây cần thăng này chung là cái gốc nó rất là đẹp. Đó, mình ghép vào trong cái cây tắc, ghép vào. Cái này một cái nuôi xong ít nữa là cắt đi. Tết năm nay là tại tôi đây tôi chơi nên mới ghép nên là nó không, có thể nó không đúng Tết, nhưng mà sang năm đi là mình căn cho nó đúng Tết. Đó, sang năm là mình căn đúng Tết. Nhìn cái trái tắc sướng không? Đó, nó chôm. Ok đấy, nó liền hết rồi. Thì cái khi mình ghép rồi thì cái ghép bằng cái băng keo, nên là mình cứ để nó, mình cứ vào dây mình ấy. Đi nó đã lằn nó rồi này. Cái này là phải tháo nó rồi này. Đấy. Cái cây cần thăng công nhận là nó hợp với cái thằng tắc này, nó rất là khỏe. Đó, mọi người chơi là cứ lấy cái cây cần thăng này ghép tắc vô là ghép tắc ghép chanh là được hết nhá. Đó, nên là phải nói là cái cây gốc cần thăng này, chứ còn nếu mà cái cây tắc mình chơi trong chậu là nó không có bền. Đó, vì cái bộ rễ nó không có mạnh được như cái cây cần thăng này. Cây cần thăng này nó khô nó cũng chịu được, mà nó có dư nước tí nó không có sao hết. Đó, nó rất là khỏe. Đó. Thấy không? Rồi, lần sau tôi sẽ ghép, tôi quay lên cho mọi người xem nhé. Mọi người thấy hợp lý thì nhớ đăng ký kênh nhé, cho mình một like để mình có cái tinh thần mình lên video sau nhé. Đó, trái nó rất là sai. Cái này mà Tết chơi thì ok bum luôn đấy, mọi người thấy không? Nên là mọi người cứ lấy, nếu mà chơi từng cây tắc này cứ mua cái gốc cần thăng cứ tầm 200.000, 200-300.000, gốc càng to thì càng tốt. Làm về mình ghép vào. Đó. Đây thì cũng có để cả một vài cái cành của nó để cho nhìn nó có cả cần thăng và cả tắc, chơi nó sướng. Đó. Thì mọi người cứ lấy cái cây tắc ghép vào chanh cũng được. Nhưng mà ghép tắc thì nó mới đẹp. Nếu mình chơi Tết thì mình ghép tắc vào. Đó, mọi người thấy không? Đấy. Rồi, chân thành cảm ơn mọi người nhá. Mọi người nhớ đăng ký kênh để lần sau tôi ghép tôi lại quay lại cho mọi người xem nhá. Rồi, chân thành cảm ơn tất cả mọi người.